Chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Anh lớp 2 trên trang web olm.vn. Các con hãy xem chúng ta sẽ học chữ cái nào trong bài học ngày hôm nay nhé. Chữ cái ngày hôm nay mà chúng ta đi tìm hiểu đó chính là ten. Ten. Rất tốt. Chữ cái N trong các từ mà chúng ta sẽ học dưới đây sẽ được phát âm là ừ. Các con hãy nhắc lại theo cô nhé. Ừ. Ừ. Các con làm rất tốt. Word. Các bạn nhỏ đang ở trong tiết học nào đây? Đúng rồi, đây chính là tiết học môn toán. In the maths class. Các con hãy xem, trong tiết toán học này, các bạn nhỏ sẽ học các số nào có chứa chữ cái N được phát âm là ừ. Chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi nào. 10 plus 1. 11. 11. How many balls are there? 11. What number is it? It's 11. Eleven. 10 plus 3. 13. 13. How many apples are there? 13. What number is it? It's 13. Thirteen. 10 plus 4. 14. 14. How many cars are there? 14. What number is it? It's 14. 14. 10 plus 5. 15. 15. How many ducks are there? 15. What number is it? It's 15. 15. Vậy trong tiết học toán ngày hôm nay, các bạn đã học những số nào? It's 11. It's 13. It's 14. It's 15. Rất chính xác. Structure. Chúng ta cùng đến với phần cấu trúc. Các con có nhớ để hỏi về số, bạn đã dùng cấu trúc nào không? Đúng rồi, chúng ta có cấu trúc để hỏi. What number is it? Và để trả lời, chúng ta dùng mẫu câu it's theo sau là các số. Ví dụ như ở đây, khi nhìn trên bảng các con thấy số nào, các con sẽ trả lời. It's 11. Rất tốt. Tương tự như vậy, các con hãy nhìn vào số sau ở trên bảng và đặt câu hỏi, trả lời giúp cô. Chúng ta có câu hỏi. What number is it? Và câu trả lời sẽ là It's 15. Các con làm rất tốt.
Để củng cố bài về học, chúng ta cùng chơi trò chơi sau. Let's play. Cô sẽ xoay nút tròn ở giữa. Khi vòng quay dừng lại ở số nào, các con hãy trả lời câu hỏi nhé. What number is it? Chính xác. 11. Vòng quay số 2. What number is it? Đúng vậy. 13. Vòng quay cuối cùng. Đúng rồi. 14. Các con làm rất tốt đấy. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo trên trang web olm.vn.